đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Thì người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó cô. Nếu mà đẹp, dạ cũng được luôn. Được không? Được không? Rồi, thôi bây giờ vậy. À, hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với sếp của con ạ. Dạ, chào sếp. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ, em chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh. Thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh. Nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất là ngay xinh. Mà liền đúng không? Đổ phạt 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 đó. Dạ, anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu. Đó, xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, thấy là anh bên này rất là được luôn á Uyên. Nhìn ảnh rất là điềm đạm, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Trời ơi, cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi, nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Hay quá. Vậy mà chú không nhớ nha. Mời nhà trai. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha, giới thiệu về mình đi em trai. Lời đầu tiên cho con lời chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Vân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Mà giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ, công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Mời nhà gái. Con giới thiệu đi. Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ, con làm ở quận 7. Bạn kia thì lại làm ở tuốt Bến Tre à? Con có thích Bến Tre không? Dạ, con thích kẹo dừa. Con nói luôn về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người, con thích quan tâm người khác, dạ. Những người mà con yêu quý á, và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng rạch ròi. Con có khuyết điểm gì không? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ, với lại lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi mời em trai cho thằng gái biết được là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn, con chơi được nhiều môn thể thao, hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Trời. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua được 2 mối tình. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, chia tay hồi năm 2017 ạ. Chia tay vì gì con? Con vì áp lực của nhà bạn gái ạ. Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm 3 chị em, 2 anh cũng làm ngành xây dựng, mà 2 anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. Bắt theo khuôn mẫu của 2 anh đúng không? Dạ, dạ. Vậy là hiểu ha. Con mấy mối tình rồi con? Con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con? Dạ, mỗi người của con thì chín chắn, điềm đạm, trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Bây giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là như thế nào? Dạ, có nhà thì càng tốt ạ. Có nhà càng tốt mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á. Là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Giờ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp.
cho xứng dạ, với mình thôi, chứ đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả, làm biến dữ hả con? Dạ làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ cái đó thì con không ngại, nếu mà bạn nam không ngại thì bạn nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Dạ đúng. Hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Dạ. Không đơn, không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Dạ. Con bên đây làm xây dựng muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè con trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng hả? Tên tên. Dạ con chào chú. Hết hồn chưa? Xinh quá. Con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ con làm văn phòng. Ơi. Bên đây là trai cũng hot boy đó. Nào mời nhà gái. Đấy trời ơi. Chào cô. Hello. Trai tài gái sắc đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có dạ. đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó. Nếu mà đẹp dạ cũng được luôn. Được không? Được không? Rồi thôi bây giờ vậy à, hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với sếp của con ạ. Dạ chào sếp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ em chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh. Thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh, nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất là xinh. Mà liền đúng đổ phạt 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 đó. Dạ anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu đó, là xin bấm cảm ơn đó, chương trình dạ. Dạ cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, thấy là anh bên này rất là được luôn á Uyên. Nhìn ảnh rất là điềm đạm, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi, nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Vậy mà chú không nhớ nha. Rồi chúc mừng con nha. Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm, mà nếu như được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Anh rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Và chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Trên hôn em nhé. Thôi chúc mừng con nha. Dạ con cảm ơn. Này, các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Dạ. Rồi. Bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào anh. Chào em. Cái quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực. Rồi, em cảm ơn ạ. Quà anh tặng em là giống kẹo dừa. À, kẹo dừa. Dạ. Dạ. Có hoa bi. Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Dạ nhận. Con để đây nè. Rồi để đây con. Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Anh thấy em với trong tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh. Rất xinh. Rồi em cảm nhận như anh như thế nào? Thực ra em rất là thích con trai bận sơ mi trắng. Dạ hôm nay anh bận sơ mi trắng nên em cũng rất là thích. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. À, quan điểm tình yêu về tình yêu của anh thì như thế nào? Anh nghĩ là nên là niềm tin, hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt. Tin tưởng thôi hả? Thật lòng với nhau. Còn em thì trong tình yêu thì
em rất là rõ ràng, giống như là quen nhau thì tỏ tình, còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rọi gì. Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Nói hết được rồi con ơi. Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa. Thôi để chú hỏi giùm con. Dạ. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Ví dụ em với anh quen nhau. Dạ. Khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh. Khoảng bao lâu phải cho dạ. Nó biết cái khoảng thời gian. Dạ, nếu được thì sang năm là được à. Tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ. Rồi là hết dịch là bước tới đó chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi. Để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ, anh có tật xấu gì không? Tật xấu gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. Mà quán nhậu giống như quán cà phê. Anh có hay nhậu không mà? Anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ, đồ của anh bao nhiêu vậy anh? Đồ của anh nào? Nói em mắc cỡ. Chắc đồ nó ăn lưu quá. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à, hậu đậu trong tình yêu của em. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉn đó. Dạ. Con hiểu sơ sơ rồi chứ. Hiểu sơ sơ tinh thần sơ rồi con ha. Dạ. Nhưng mà nếu dù anh uống vô thì anh có gọi là gì, anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn anh cười không à. Uống xong nó cười là hiểu rồi đó. Về phía con thì con đồng ý cái đó không? Anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản, hù vậy đó. À, nói chung đó, nó còn trẻ, với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi. Chứ nếu có gia đình chắc không đến nỗi với con hả? Dạ. Bỏ đi con ơi, tại vì á 27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ, còn có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à, em cũng muốn đi thử một lần cho biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Cha mời nhóm này mệt à. Ủa là một hết một nhóm vậy là bạn hả chú? Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lời nói. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đầu. Đâu 4 người đầu được. Cả hát cái rồi, đi cho nó. Hai đứa tiến lại gần nắm tay nhau hát giao lưu cái coi. Vậy con xin hát một đoạn cái bài tiếng Nhật ạ. Kimi no toriko ni natte shimau kitto kono natsu wa zuzu suru no motto. Con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại một câu thôi. Cho nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái với dưới xuôi lưng ghế vậy. Rồi nhớ nhấn nha. Dạ. Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi. Cố gắng nắm rồi. Cảm xúc của hiện con giờ đang sao? Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao? Nói đi cho bạn nó biết đi. Đã chú. Nói với Nguyên á. Nói chứ đã, nói với cái chi. Ông kia làm gì? Tay em mịn mịn. Dạ. Anh thấy em, em thấy anh sao hả? Em thấy anh hơi rung. Dạ nữa. Thôi nói con dạ tùm lum luôn rồi. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay vào nút bấm đi. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi kìa. Tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, phá luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, rung quá hay sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Giờ trong bồng con thấy sao? Nói họ nói còn xỉu rồi chứ. Chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Cho nắm tay.
Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Con phải đổ bê tông liền. Dạ, đổ bê tông. Xỉu không? Dạ, hết xỉu rồi. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau, thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Dạ, thưa hai bác, em để đây con lo. Để con bảo vệ em ạ. Ừ, khoe đi, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Này, coi bạn gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay do dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là con xin giới thiệu với mẹ đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. Con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre ạ. Dạ, con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp ạ. Dạ, con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên, đôi gò má. Có thể hôn... hôn nhẹ em cái được. Ở đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là... đó. Được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con... con cũng có đường hướng. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm cặp mưu á. Thuyết âm mưu. Tại con quay qua ngay nó... Thôi giờ cho phép con làm lại đó. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Hãy tìm hiểu cho thật kỹ để quyết định chính xác. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nấm lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn ạ.